Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chân mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Samsung Galaxy M21 và toàn bộ hộp phụ kiện của nó ở đây. Cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là phiên bản RAM 4, bộ nhớ trong 64. Và cái điểm nổi bật nhất của sản phẩm này đó là nó có viên pin rất là khổng lồ, lên tới là 6.000 mAh. Và hiện tại thì cái sản phẩm này giá niêm yết của nó là 5,5 triệu. Nhưng khi các bạn mua hàng tại Cellnex thì giá cuối cùng các bạn nhận được sẽ chỉ rơi vào khoảng hơn 5 triệu mà thôi. Hơn 5 triệu mình thấy là một mức giá quá hợp lý cho một cái sản phẩm mà có mức có một cái viên pin nó trâu như này. Tất nhiên là không có cái gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả. Chắc chắn là chúng ta phải hy sinh những gì đó để mà có được một cái viên pin nó quá trâu như vậy. Đấy, vậy những cái thứ mà chúng ta phải hy sinh là gì thì mình sẽ nói chi tiết cho các bạn ngay trong video ngày hôm nay. À, trước khi nói về cái sản phẩm này thì mình cũng xin nhắc luôn đó là cái thời điểm hiện tại khi các bạn đi mua hàng thì mình cũng khuyên các bạn là nên đi mua hàng online. Đấy, và Cellnex sẽ hỗ trợ ship hàng đến tận nhà cho các bạn, đến tận đầu giường cho các bạn luôn. Và nếu mà các bạn mua bất kỳ đơn hàng nào chỉ cần trên 300.000 thôi là mặc định là sẽ được free ship rồi. Đấy, và cái M21 này là một cái sản phẩm mà có mức giá là chắc chắn là phải trên 300.000 là cái chắc rồi, đúng không nào? Đó là những cái mà chúng ta phải phòng tránh trong cái đợt dịch Covid-19 lần này. Rồi, quay trở lại với Galaxy M21 thì cái sản phẩm mà mình đang cầm trên tay này là một cái sản phẩm màu xanh ngọc nhìn rất là đẹp mắt. Đó, ok. Chúng ta sẽ có hộp của sản phẩm ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Chữ M21 nhìn rất là rõ ràng ở đây. Đấy, thông tin về sản phẩm rồi là hộp phụ kiện bên trong có như gì. Chúng ta sẽ kéo ra nào. Chuẩn bị nào. 1, 2, à đây. Kéo ở đâu đây? Kéo ở căn nhà. Rồi, ok, đây, kéo ở đây. Gà quá. Ok. Rồi, bên trong này chúng ta sẽ có những cái gì đây? Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Không ốp lưng này. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng nhá. Và chắc chắn rồi, một sản phẩm hàng chính hãng thì sẽ có tiếng Việt rồi. Đó. Bên trong này nữa nào. Chúng ta sẽ có, đây là seal này. Vừa nãy là các bạn bên mình các bạn bóc seal ra để cài đặt một số những thông tin về bên trong máy này. Đó. Bên trong này liệu có sạc nhanh hay không? Rất may mắn luôn nhé các bạn nhé, có sạc nhanh luôn. Một sản phẩm viên pin 6.000 mà không có sạc nhanh thì chết. Đây là sạc nhanh 15W của Samsung. Đấy, sạc này coi như là sạc rất là phổ biến rồi. Khác gì đâu, sạc quốc dân đâu. Nó sẽ có thêm một cái que chọc SIM ở đây và một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C nhé các bạn nhé. USB Type-C luôn chứ không phải là micro USB và không có tai nghe. Đấy, như vậy là nếu mà cắt giảm so với cả những sản phẩm Samsung khác ấy thì là không có tai nghe và không có ốp lưng. Đấy, bình thường những sản phẩm Samsung khác thì họ rất là hào phóng, họ trang bị cả tai nghe và ốp lưng. Nhưng con này thì không có nhé. Đó. Rồi. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc điện thoại này. Quay trở lại với Samsung Galaxy M21 thì mình cũng xin chia sẻ luôn đó là cái cấu hình của sản phẩm này cũng như là cái cách thiết kế của nó mình đánh giá là rất là giống với cả Galaxy M30s. Đó, và thực sự là không biết là có phải là hai cái sản phẩm này là nó chung một cái phôi với nhau không, khác mỗi cái hộp hay không, nhưng mà mình nghĩ là chắc là cũng là một thôi. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó đi thì chúng ta sẽ so sánh nó trực tiếp với cả cái thế hệ trước đây, đó là Galaxy M20, thì để xem là M21 nó đã có những cái sự thay đổi gì. Mặc dù đây là một sản phẩm viên pin là 6.000 mAh nhưng mà mình cầm lên này nó thực sự là rất nhẹ so với cả cái viên pin của nó. Với một cái trọng lượng là 188g thì các bạn cầm lên các bạn cảm thấy không có bất kỳ một cái vấn đề gì là khó chịu cả. Bình thường những cái sản phẩm pin 6.000 ví dụ như là LG Phone 2 nhá, nó rơi khoảng 2,4 lạng cơ. Đấy, tại sao cái sản phẩm này nó lại nhẹ như thế? Bởi vì rất đơn giản, thiết kế của nó chỉ bằng nhựa mà thôi. Đấy, thay vì kính với cả kim loại nó nặng thì con này chỉ bằng nhựa nên là nó mới nhẹ như vậy. Nếu mà chúng ta so sánh nó sang với cả Galaxy M20 thì M20 nó vẫn bằng nhựa đấy nhá. M20 là có viên pin là 5.000 mAh. Đấy, nghĩa là viên pin bé hơn cái con M21 này tương đối, bé hơn tận 1.000 mAh cơ. Nhưng cái M20 đó thì nó có trọng lượng chỉ nhẹ hơn con này có đúng 2g thôi. Nghĩa là gần như là không có sự khác biệt về mặt trọng lượng. Đấy nên là cái sự tối ưu của M21 này mình đánh giá là rất tốt. Rồi, cảm giác cầm nắm khá ổn, ôm tay. Và các bạn thấy là những cái đường bo ở phía sau này, nó bo theo kiểu dạng bo 3D ấy. Chúng ta cầm vào nó rất là bám tay, nó không bị cấn tay đâu, không bị quá sắc. Rồi, tiếp tục nữa nào, mặt lưng ở phía sau thì là mặt lưng bóng và chắc chắn là sẽ để lại nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Đó, hơi đáng tiếc là con này thì nó lại không có cái ốp lưng để chúng ta hạn chế được điều đó, cũng như là cái việc không ốp lưng thì mặt lưng nhựa bóng này này nó sẽ rất dễ là bị xước này. Nhưng mà được cái là cái cụm camera này các bạn nhìn thấy nó giống cái gì không? Nó rất là giống những cái sản phẩm Samsung đời mới bây giờ. Đấy, giống kiểu như dòng S đời mới bây giờ ấy. Và nó đã thay đổi một chút, đó là nó có cụm 3 camera phía sau. Nó khác hơn so với cả cụm 2 camera phía sau của M20. Nó sẽ có một camera chính có độ phân giải là 48MP, một camera góc rộng có độ phân giải là 8MP và một camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông có độ phân giải là 5MP. Thế hệ cũ thì nó chỉ có một camera chính là 13 chấm và một camera góc rộng là 5 chấm thôi. Đấy, thế hệ mới này thì nó đã nâng cấp hơn
đấy, camera độ phân giải cao hơn, rồi có thêm cả camera xóa phông riêng biệt nữa. Thế hệ cũ thì nó không thể xóa phông được với vật thể đâu nha các bạn nhé, nó chỉ xóa phông được với cả khuôn mặt người thôi. Nhưng mà thế hệ mới này thì đã có thể xóa phông được với vật thể rồi, bởi vì đơn giản là nó trang bị một camera chuyên để xóa phông mà. Ở đây chúng ta sẽ có dòng chữ đó là 48 megapixel và đèn flash nữa. Cái cụm camera này thì nó làm gần như là không lồi mấy so với mặt lưng này, nên là chúng ta cũng không cần phải lo lắng đến việc nó bị xước đâu. Mình rất thích cái kiểu không bị lồi này khi mà chúng ta đặt xuống mặt bàn này, nó không bị cập kênh. Đấy là cái mà mình thích nhất. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái vân tay một chạm ở phía sau nữa. Hơi đáng tiếc, mặc dù sản phẩm này được trang bị màn hình Super AMOLED nhưng mà lại không có vân tay bên trong màn hình mà nó chỉ có vân tay phía sau thôi. Nhưng mà cái vân tay phía sau này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ nhanh hơn vân tay bên trong màn hình nhiều đấy. Chúng ta sẽ có logo của Samsung ở đây. Ở phía các cái cạnh máy thì sao? Phía bên cạnh trái chúng ta sẽ gồm một cái khay để chứa hai SIM và một thẻ nhớ. Samsung rất hào phóng khi mà trang bị cho cái thiết bị này như vậy, nghĩa là không cần phải hy sinh bất kỳ một khay nào cả. Phía dưới này chúng ta sẽ gồm một cái cổng sạc chuẩn USB Type-C, chúng ta sẽ có loa ngoài, mic thoại và vẫn giữ được jack cắm tai nghe 3.5mm. Phía bên cạnh phải chúng ta sẽ gồm phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng. Và phía trên này thì chúng ta sẽ có thêm một mic phụ để thu âm nữa thôi. Đấy, còn lại thì cũng hết rồi. Quay trở lại với màn hình của chiếc điện thoại này thì nó sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6.4 inch. Độ phân giải sẽ là Full HD cộng 2340 nhân với cả 1080 pixel. Tỷ lệ màn hình sẽ là 19.5 chia cho 9. Màn hình này là màn hình Super AMOLED, nghĩa là so với ở thế hệ cũ thì cái kích thước màn hình nó lớn hơn một tí. M20 thì nó chỉ là 6.3 inch thôi. Và M20 thì tấm nền của nó là tấm nền rất là kém, tấm nền TFT, thì con này được lên là Super AMOLED luôn, nó rất là ngon. Mật độ ảnh rơi vào khoảng 403 ppi, thì mình nghĩ là cũng là đủ nét rồi. Độ sáng tối đa thì sẽ là 420 nit, thì cũng ở mức độ bình thường thôi. Nhưng mà cái điểm mà mình không thích đó là cái kính cường lực của nó này, nó chỉ là kính cường lực Gorilla Glass 3 thôi, mà cơ bản là nó cũng không có miếng dán màn hình ở bên ngoài này. Đấy, nên là ví dụ như với cá nhân mình thì mình lại phải mất công để ra chợ Phùng Khoang mình dán vào rồi. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ nói tiếp về phần hiệu năng thì sao. Về hiệu năng thì Samsung Galaxy M21 sẽ có RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 64GB, hoặc sẽ có phiên bản khác đó là RAM 6, bộ nhớ trong là 128. Đấy, tuy nhiên là với mức giá là 5 triệu thì các bạn sẽ mua được phiên bản RAM 4, bộ nhớ trong 64. Chip thì là con chip Exynos 9611. Con chip này thì được sản xuất ở trên tiến trình 10 nanomet và nó là con chip mạnh hơn con chip Exynos 7904 trên Galaxy M20. 7904 là nó sử dụng tiến trình 14 nanomet và nó chỉ xem về chip 6A6 thôi. Con này thì mình nghĩ là nó sẽ xem về chip 675 đấy, qua những cái phần test game của Admin Kha. Đó, và được cái là cái bộ nhớ trong đọc ghi của nó là bộ nhớ trong đọc ghi tốc độ cao UFS 2.1. Đấy chính là cái điểm nổi bật của cái dòng này, bộ nhớ trong đọc ghi tốc độ cao. Đấy, như là nói chip 675 nó hơi sai, chắc là nó nằm tầm khoảng chip 665 thôi, chip Exynos 9611 ấy. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ nói tiếp nào. Pin thì hiển nhiên rồi là 6000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh 15W. Thì thường là cái sạc nhanh 15W này nó sẽ sạc cho viên pin 6000 loanh quanh tầm khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi đấy, không phải là quá nhanh đâu. Đấy. Còn các yếu tố khác thì hiển nhiên với một sở Samsung như này thì chúng ta sẽ có thương hiệu tốt, chúng ta sẽ có luôn tiếng Việt, sẽ có sẵn Safe Play và nó hàng chính hãng mà. Để mình xem là có công nghệ âm thanh Dolby Atmos hay không nhá. Có công nghệ âm thanh Dolby Atmos, nhưng mà con này thì nó chỉ có một loa thôi, một loa dưới thôi. Nên là với công nghệ âm thanh Dolby Atmos này, chúng ta sẽ chỉ kích hoạt được lên khi mà chúng ta cắm tai nghe vào, chứ còn không thể kích hoạt được lên nếu mà chúng ta không cắm tai nghe. Đấy. Thế còn về phần mềm thì sao, chứ mình sẽ xem phần mềm liệu có được Android 10 hay không đây. Rồi, ok, Android 10 luôn. Phiên bản One UI 2.0 luôn. Phần mềm rất mới luôn nhá. Nói chung ý là Galaxy M21 là một sản phẩm cải tiến rất nhiều so với Galaxy M20. Cải tiến hơn về mặt thiết kế này, cảm giác cầm nắm, rồi là màn hình cải tiến hơn, tấm nền là Super AMOLED rồi, hiệu năng là tốt hơn, camera là ngon hơn, thời lượng pin là trâu hơn, Android là mới hơn. Đấy. Các bạn cảm thấy sao về Galaxy M21? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Và tất cả những thông tin về cái chuyện này các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Xiaomi nhé. Và chú ý rằng thời điểm này nên mua hàng online và Xiaomi sẽ ship đến tận đầu giường cho các bạn luôn. Đó, bây giờ thì chúng ta mới chính thức gặp tạm biệt nhau. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê.